Trường Trung học cơ sở Dược Thái có tổng số cán bộ công đoàn viên là 36 đồng chí, trong đó có 25 đồng chí nữ chiếm 69,4%, 11 đồng chí nam chiếm 30,6%, đảng viên là 25 đồng chí chiếm 69,4% và 9 đồng chí đoàn viên là chiếm 25%. Trình độ sư phạm thì đều đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó có 20 đồng chí là đại học và 100% các đồng chí đoàn viên chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. 100% các đồng chí đoàn viên đều phấn đấu là những nhà giáo mẫu mực, có nếp sống văn hóa. Đặc biệt trong công đoàn thì còn tổ chức là chăm lo đời sống cho các đồng chí công đoàn viên, như là tổ chức đi thăm hỏi các đồng chí ốm đau trong những cái dịp lễ Tết thì có tặng quà cho các đồng chí. Đặc biệt là vào những nhân dịp ngày 20 tháng 11 thì công đoàn và nhà trường đã tổ chức tặng quà cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường, có quà trị giá là 1 triệu đồng. Trong đó thì công đoàn còn tổ chức gây quỹ để tham quan, mỗi tháng đóng là 100.000 trên một đồng chí, tổ chức cho các đồng chí đi tham quan du lịch. Và trong đó công đoàn thì luôn bảo vệ cái quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ công nhân viên, nâng lương thâm niên và hưởng các chế độ chính sách của nhà nước.